Chân dung vợ diễn viên Kinh Quốc, nữ đại gia bị bắt trong đường dây cho vay nặng lãi cắt cổ. Theo Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, vào tối ngày 7 tháng 4, bà Lâm Thị Thu Trà, 47 tuổi và chị dâu là Đặng Thị Tuyết Lan, 55 tuổi, cùng ở thành phố Vũng Tàu, bị bắt giam 2 tháng để điều tra hành vi cho vay nặng lãi lên đến hàng tỷ đồng. Khám xét nơi ở của hai đối tượng trên đường Bình Giã, cơ quan chức năng thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu cho vay tiền. Đáng chú ý là bà Trà và Lan là một phần trong vụ án cho vay nặng lãi và rửa tiền của cha con Lê Thái Thiện, 55 tuổi và Lê Thái Phong, 21 tuổi, ở thị xã Phú Mỹ, vừa bị triệt phá vào đầu tháng 12-2020. Sau khi thông tin được chia sẻ rộng rãi, nhiều người lập tức nhận ra bà Trà chính là vợ của diễn viên Kinh Quốc. Dù không tham gia showbiz hay xuất hiện tại các sự kiện giải trí, nhưng Lâm Thị Thu Trà lại khá nổi tiếng trong giới kinh doanh ở Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh. Nữ đại gia sở hữu khối tài sản lớn gồm bất động sản, biệt thự, siêu xe, đồ hiệu cùng cuộc sống sang chảnh hơn người. Kinh Quốc và Lâm Thị Thu Trà kết hôn vào năm 2016 khi cả hai đã qua một lần đổ vỡ hôn nhân. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên khoe ảnh gia đình hạnh phúc khiến không ít khán giả ghen tị. Vì Kinh Quốc từ khi lập gia đình lần hai, anh chuyển hướng sang kinh doanh và phát triển kênh YouTube để thỏa mãn đam mê nghệ thuật. Nam diễn viên cũng đầu tư cho một số phim và thu về hàng chục triệu view. Nói về bà xã doanh nhân, Kinh Quốc cho biết vợ mình không phù hợp với ánh hào quang showbiz, vì thế anh cũng hiếm hoi đưa vợ lên thảm đỏ hay nhắc đến truyền thông. Thậm chí từng nổi đình đám với bộ phim Hướng Nghiệp, nhưng bà Trà thừa nhận chưa một lần xem chồng diễn. Tưởng đâu cuộc sống đã viên mãn, khán giả mới bàng hoàng khi thông tin nữ đại gia vướng vào vòng lao lý. Hiện Kinh Quốc vẫn im lặng và chưa có phát ngôn chính thức nào. Tài và tôi không thích showbiz, nếu có đi chung cô ấy cũng rất lóng ngóng, dù bản thân cô ấy rất nhiều đồ đẹp, đồ hiệu, nhưng toàn là trình diện ở những nơi cô ấy muốn đến, chứ không thích đi đến thảm đỏ. Đồ hiệu thì cô ấy dư chứ không thiếu. Theo như bình thường, người vợ sẽ tháp tùng chồng đi sự kiện, nhưng với vợ tôi thì không hề thấy. Trong cuộc sống hai vợ chồng, đôi khi giống nhau chưa chắc là tốt, phải có sự bổ sung cho nhau mới tốt. Tôi làm nghệ thuật bay bổng, lãng mạn, còn cô ấy đòi hỏi sự chính xác. Chính vì tính cách khác biệt nên đêm về ngồi tâm sự với nhau và đó là sự mới mẻ. Chứ hai người giống nhau thì sẽ không biết nói gì. Cho nên hai vợ chồng tôi vẫn gắn bó với nhau đến bây giờ.